Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại trên kênh YouTube của mình nha. Rất vui khi gặp các bạn ở trên kênh YouTube của mình. Một ngày mới, mình xin chúc tất cả các bạn và các cô chú anh chị thật mạnh khỏe nha. Thì hôm nay mình lại tiếp tục đi chăn rau nha các bạn. Hôm nay mình với mấy đứa đi chăn rau, chăn bò. Mình sẽ làm một cái clip này để gửi tặng các bạn và các cô chú anh chị cùng xem cái cuộc sống ở mình như thế nào. Hôm nay thì anh với mấy đứa đi chăn rau nha. Mình đi chăn rau, mình sẽ kiếm những trái cây gì đó ăn được để mình ăn nha mấy đứa. Nãy thì mình định là kiếm cái trái cây nào ăn, nhưng mà mấy đứa bảo là rủ mình đi kiếm mật ong nha các bạn. Thì bây giờ mình với mấy đứa xuống dưới bưng để mà kiếm mật ong. Bây giờ mình kiếm mật ong mình bán để mình ăn vậy em tự. Bán hay ăn? Mình bán đi ha. Bán để có. Đúng rồi, để mình bán để có tiền ha. Bây giờ mình cố gắng mình đi kiếm một vòng ở xung quanh bìa rừng này. Để xem có hay không nha mấy đứa. Bây giờ mình cùng mấy đứa đi kiếm nha các bạn. Em trai này thì phát hiện một tổ ong ruồi nha các bạn. Nhưng mà nó đi rồi ha, nó đi rồi. Còn không? Còn mực nào không? Không à? Ui, buồn ghê ha. Cắn luôn. Thôi mình đi kiếm chỗ khác đi em đợi. Ủa chim hả? Xem có trứng không đi. Em xem thử xem có trứng không em đợi. Ở dưới chân của mình các bạn rất là nhiều sình luôn ha. Mình đi rất là lúng ha. Tại mình đi nãy mình mang dép nữa các bạn, rất khó đi luôn. Nếu mà mình mang ủng thì đi rất là dễ luôn chỗ này các bạn. Tụi chim ha. Có trứng. Trứng hả? Chim gì? Bim bim. Trứng. Wow, ba quả ha. Nãy thì mình đi một vòng thì em đòn phát hiện một tổ chim. Chắc là bìm bìm các bạn. Thì có 3 quả trứng ha. Bây giờ mình lấy luôn hay là mình bỏ? Lấy đi. Em lấy đi. Tại vì chim này nuôi nó tham ăn lắm các bạn. Giờ mình lấy trứng để mình chút nữa mình nướng đi ha. Mình nuôi chim này tốn thời gian lắm. Tại vì mình phải kiếm cái con kỳ nhồng á. Bây giờ con kỳ nhồng cũng rất là hiếm để cho nó ăn. Nhưng mà mình đợi nó nở biết khi nào đúng không. Bây giờ tiếp tục đi kiếm mật ong đi. Em thử được tổ nào chưa? Chưa hả? Bây giờ thế này đi em đòn. Bây giờ đi theo anh. Chỗ năm vừa rồi á, anh lấy 2 tổ luôn trên đây nè. Ở dưới hang á. Tổ ong mật á, không phải là ong ruồi. Nó ở trong hang á, hang đất nha. Đi lên trên chỗ vườn điều đó. Chỗ đường mương đó. Đi. Mấy quả em đòn? 3 quả. 3 quả hả? Mình 4 người mà có 3 quả. 5 quả mới đúng ha. Với ong nữa ha. Cái gì? Cái tre hả? Cái tre hay cái chèo đồi hả? Cái chèo đồi. Đầu ra cái tre đây. Mò đi. Nhảy xuống mò luôn. Sợ gì? Sợ con đĩa hả? Ở đây chăn trâu cũng rất là đẹp ha. Đi lên trên đây đi kiếm ong đi. Chỗ năm rồi anh kiếm trên đây 2 ổ luôn một chỗ á. Nhiều lắm á. Có khả năng bây giờ còn á. Trơn quá. Nè, quay cái chân của mình nè các bạn.
quá đẹp luôn. Em trai em Nguyên đang phát dọn sơ cái chỗ này nha các bạn, để mà mình chui vô để mà mình kiếm ở trong đường mương này. Tại vì năm vừa rồi các bạn, mình phát hiện em trai kia phát hiện một ổ chỗ này nè, ở trên đây một ổ rất là đã luôn, mấy lít luôn các bạn ạ. Mình đi coi trên kia nha mọi người. Em đi kiếm trên kia đi. Sao thấy gì chưa? Rồi. Em lên trước đi Đồn. Con gì? Sóc à? Kệ đi. À, đi một đoạn thì mấy anh em của mình phát hiện cái hang con sóc hay mấy đứa sóc đất hả? À. Nó ở trong có cái tổ của nó các bạn, đó. Sóc trong hang đất. Em đào thử đi, có hay không? Có con nó, mình bắt con nó luôn. Có con cho anh Quyền. Em đào thử. Không có con mà. Nó đi rồi. Cái này chắc nó làm tổ nó ngủ thôi. Được rồi. Tìm á. Em có con chưa phá. Em Nguyên đã phá nó thôi. Thôi mình đi tiếp đi mình đi. Đây mới làm tổ. Nãy giờ thì mình với mấy đứa đi kiếm tổ ong chỗ cái đường mương này, nhưng mà không được tổ nào nhé các bạn. Thì bây giờ mình cùng mấy đứa đi phía bên kia. Thử đi xem cái đường mương bên kia xem có hay không nhé các bạn. Thì tại vì năm rồi á thì mình lấy ở chỗ cái đường mương này mình quay đó các bạn, hai tổ luôn, nó ở một gần cỡ 5-6 mét thôi các bạn. Thì nãy thì mình thử đi kiếm lại nhưng mà không có ha. Đi mấy đứa đi kiếm bên kia đi mấy đứa biết đường nào đi em tự. Từ thôi nha, đừng có nhảy nha. Mình với mấy đứa đi một đoạn thì các bạn lại là phát hiện cái hang của con sóc đất nha các bạn. Em mò bằng tay luôn hả? Nguy hiểm lắm á. Cây hả? Cây thì được. Giọt thôi. Nguy hiểm lắm. Nè. Mùi gì? Mùi gì? Mùi cất. Đồ nổ cái đồ. Anh Long à? Bốc hết, nhiều hết. Đi kiếm mật ong mà không thấy mật ong mà bị toàn là thấy cái hang sóc không? Nãy giờ thì mình với mấy đứa đi một đoạn được phát hiện cái trái cây này rất là đẹp các bạn, nhìn thì vừa đẹp mà vừa ngon nhé các bạn. Mình thử ăn thử một trái nha. Đây các bạn, nhìn khá là ngon ha, mời các bạn nha. Mình ăn đi, không sao đâu mà. Ăn thoải mái. Ngon ha. Thì kiếm mật ong thì không có, nhưng mà phát hiện trái cây thì mình ăn luôn nhé các bạn. Đây, khá là ngon ha, mời các bạn nha. Đồ ngủ rồi nè, bẩn nè. Giống như quả cà phê nha mọi người. Ngọt ha. Nó giống như mùi gì nhỉ? Sao bôi trên cà rẽ? Giống như mùi cái ngọt dâu gì đó. Cái này giống như quả cà phê. Đi hệt cà phê đúng không các bạn?
Tự ăn không? Không tự không ăn hả? Rồi leo đường nào đây? Xuống đường dưới đi, xuống lại đường dưới đi. Được không? Cẩn thận đó nha. À nãy giờ thì mình với mấy đứa thì đi kiếm cũng khá là xa các bạn. Đi xuống đường mương. Rồi hai cái đường mương luôn mình đi kiếm với mấy đứa thì không phát hiện cái tổ ong nào các bạn ơi. Thì bây giờ mình với mấy đứa đi thử đi tiếp phía trước đây. Không biết có hay không các bạn. Mật ong mùa này các bạn, chỉ có mùa này thì là nó có mật ha. Còn mùa khác thì nó không có mật các bạn. Đi một vòng thì mình với mấy đứa thì phát hiện ở đây một tổ ong đây các bạn. Hình như là có người làm rồi nhưng mà người ta không biết cách làm cái gì đâu các bạn. Dưới thì đốt mà nhưng mà chắc là chưa lấy đâu. Em đi mượn quẹt của ông đi. Mượn quẹt của ông chưa? Đem cái rửa nãy qua đây luôn. Tổ ong này thì nó ở trong bọng cây điều nha các bạn. Ở trong bọng cây điều nha các bạn. Đó. Thì kia có khói nó rất là dữ luôn ha. Mình phải kiếm cái gì quẹt đốt để cho nó khói xong rồi mình mới bắt được cái nha các bạn. Đây, hôm nay thì mình đi chăn trâu với mấy đứa nhỏ với ong. Thì mình tiện thể đi kiếm ong luôn. Ong mật ong nha các bạn. Đây xung quanh mình toàn là trâu bò không nha. Sao mà em mà. Đây là quẹt đâu rồi em? Lấy. Nhanh đi em Nguyên. Bây giờ thì mình dùng cái này mình chẻ cho nó nhỏ để mà mình đốt cho nó khói nha các bạn. Lấy cái rị bằng cái trang. Cho nó khói xong rồi để mình bắt khói mình mới bắt được. Mình mà bắt bằng tay không bình thường thì nó rất là dữ luôn các bạn. Quẹt ha. Hôm bữa em làm hay làm à? Ăn. Đúng rồi. Ai thằng lồn. Tôi ạ. Cọ tay ạ. Quá dữ. Ong này thì nó ở trong bọng cái điều rất là khó luôn các bạn. Mình không dám phá cái điều của người ta. Cái này anh nè, bỏ đi ông ơi. Mình định lấy cái phần mật ong ở trong bọng cái điều các bạn. Nhưng mà cái lỗ mình nó chui vô rất là khó luôn. Mình thò tay vô thì được nhưng mà mình móc ra cái tổ ong thì không được với các bạn. Thì nếu mà mình phá cái điều thì kỳ lắm các bạn, tại vì cái điều của người ta mình chưa xin phép chủ nhà đây ha. Thì nếu mà mình lấy cái tổ ong này chắc tầm khoảng hơn nửa lít á, có khi là một lít luôn các bạn. Một lít của nó là 600 ngàn luôn. Uổng quá. Uổng không mấy đứa? Uổng ghê ha. Nếu không là mình có tiền mua đồ này kia rồi ha. Thì mặc kệ đi mấy đứa ha. Để bữa khác mình lại đi tiếp tục đi kiếm cái mực ong ruồi đi ha. Ong ruồi thì nó ở trên cây điều nha các bạn. Nhưng mà ong này ở trong bọng hoặc trong hang vậy thôi. Thì bây giờ mình lúc trước cũng có đăng lên, cũng có bắt mực ong đó các bạn. Thì clip của mình khá là dài rồi ha.
Bây giờ mình xin tạm dừng clip của mình tại đây. Nếu các bạn yêu mến mình thì hãy cho mình xin một like và một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Mình với mấy đứa chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Bye.